thưa quý vị nguyễn xuân nam xin trân trọng kính chào quý vị và hôm nay thời tiết rất là đẹp thưa quý vị thời tiết đẹp lắm nó không nắng gắt không mưa không lạnh lắm một thời tiết cực kỳ lý tưởng đúng là california xứ vỡ của những cái thời tiết tuyệt vời của trên hành tinh chúng ta và không những xứ sở tuyệt vời và tôi được nói chuyện với người anh người bạn tôi đẹp trai cũng tuyệt vời với đoàn chào quý vị oh. thưa Wow, sáng nay không biết anh định cho tôi đi đâu đây Không biết là ga Bình Triệu hay là ga Đà Nẵng đây <laughs> Để về hỏi uh, good, morning. Uh, good, morning, uh, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả Cùng chương trình truyền hình của Việt Nam một hôm nay uh, Hôm nay đúng như lời anh Xuân Nam nói Có thể nói miền Nam California đến bây giờ cỡ khoảng độ 70 độ Đây là một cái thời điểm lý tưởng cho chúng ta đón nhận một cái mùa xuân sắp đến ở tại miền Nam California. Lẽ nhiên chúng tôi không muốn đề cập đến những cái tiểu bang hiện nay đang gặp phải đối phó với tất cả những cái khó khăn về những cái cơn bão cũng như, như lũ lụt và đặc biệt là những cái tornado, những cái cơn lốc đang diễn ra tại Dallas cũng giống như, như tại Illinois và bây giờ đang có những cái triển vọng nét xuống ở tại uh, biển miền một vài tiểu bang ở miền Đông Bắc. Tất cả những sự thay đổi khí hậu và thời tiết là nhiên chúng ta cần quan tâm đến rất nhiều. Chắc quý vị đã biết khi cựu tổng thống Đương trung rút ra khỏi cái tổ chức khí hậu thời tiết cũng là một trong những cái báo động lớn. Và đến bây giờ Hoa Kỳ lại tái nhập lại với tổ chức bảo vệ khí hậu và thời tiết. Chắc lại chúng ta thấy rằng trái đất này nó không phải là già nua nhưng mà có những cái sự biến đổi. Ngày hôm qua thì chúng tôi đang nói chuyện với quý vị thì một cơn động đất đã diễn ra ở tại Nhật Bản với cái cường độ 5 chấm. Mà tất cả những nhà dự báo về khí hậu và thời tiết cho biết rằng nếu những cái giờ trận địa chấn và những cái cơn động đất tiếp tục rõ là thì đó là một cái điều xấu cho tình trạng động đất ở tại Nhật Bản. Nhưng mà thôi chúng ta tạm quên chuyện đó đi để rồi chúng ta đề cập đến một trong những bài vấn đề mà cộng đồng người Việt chúng tôi ở phía Nam California quan tâm đến. Khi chúng tôi nói đến quan tâm đến thì thưa anh Nam nghĩ cái chuyện gì mà làm cho chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất ạ? À? Thực sự ra cái chuyện cộng đồng người Việt chúng ta đó một số anh em chúng ta có nhiều than phiền. Dạ. Yeah. nhiều nhiều than phiền lắm thì cộng đồng chúng ta thực sự nó nó có một điều này nè ngoài yeah, yeah, những yeah. điều mà anh và tôi định nói trong ngày hôm nay nó có cái điều này mà tôi nghe than phiền mấy ngày hôm nay nè là nói là một số cái người trong cộng đồng bị bệnh mà chửi nhau email chửi nhau ác thác nhau mạ đị nhau bôi xấu nhau nhục mạ nhau đủ thứ làm yeah, sao thì cái cái làm sao thiệt cái đó wow. thì, mà tôi cũng 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 nói là cái đó thì quý vị tùy từng từng quý 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 vị phản ứng không phản ứng nhưng mà chẳng hạn như là cái điều đó không phải chỉ ở bắc Cali có mà tôi nghĩ mọi nơi đều có trong bài chuyện bắc Cali không thôi đây là vấn đề của cộng đồng người việt hay ngoại không là nhưng mà làm sao chúng ta có thắng tiền một trăm được anh biết không chúng ta sẽ có yeah. người này người nọ người kia người khác thì tùy quý vị thì nếu quý vị nào có cao kiến về vấn đề đó thì cho anh em chúng tôi biết để trả lời cho quý vị độc giả dạ, hỏi chúng tôi dạ yeah. trở lại chuyện nam ly cộng đồng nam ly trước anh trọng vâng đúng như anh vừa mới đề bạt đến chúng ta à. có thể có thể nhiều thì giờ chúng ta sẽ đề bạt đến cái vấn đề sinh hoạt trong cộng đồng người việt chúng ta đã đến một cái mức độ cần phải báo động à, nhưng mà trước khi chúng tôi đề cập đến vấn đề đó ở trong cái chương trình sáng nay một phần nào thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại với chùa Bát Nhã thì chắc là quý vị cũng đã biết trong những ngày vừa qua chúng ta nói rất nhiều dành nhiều thời giờ để nói về vấn đề hiện tại và tương lai của chủ bất nhà sẽ đi về đâu. Việc trước tiên chúng tôi muốn đưa đến một cái hình ảnh ngày Chủ nhật vừa qua thì một trong những sinh hoạt mặc dù trời mưa nhưng đồng hương Phật tử từ ở những khắp nơi xa họ có cơ hội đi về để viếng uh, cho cốt của những thân nhân của họ hiện nay đang đặt ở tại chùa Bát Nhã. Bởi thế cái không khí sinh hoạt nhìn chung ở ngôi chùa Bát Nhã mặc dù trời mưa vẫn nhộn nhịp. Bên trong đó thì nếu quý vị có điều kiện đến chùa Bát Nhã, quý vị có thể có những cái thức ăn chay mà có thể nói hợp với cái khẩu vị của những người Việt chúng ta trong vấn đề ăn chay. Điều chúng tôi muốn nói đến như vậy là mọi cái sinh hoạt cũng vẫn bình thường và có cái sự xuất hiện của sư cô Huệ Chiếu, uh, ni sư Huệ Chiếu ở trong cái ngày Chủ nhật vừa qua. Mặc dù sư cô đã lệnh tránh và không cho uh, mấy tất cả những người youtuber họ thâu hình hoặc có hỏi gì sư cô, thì cái điều đó là cái tự do cá nhân của mọi người chúng tôi cũng không muốn đi quá xa. Nhưng sở dĩ chúng tôi nói như vậy là quý vị vẫn an tâm và chưa có một cái dấu hiệu gì cho thể nó có những cái cơn khủng hoảng xảy ra tại Chùa Bát Nhã trong những ngày tháng tới đây. Hôm nay chúng tôi nói đến bất nhã vì tất cả những vụ thưa kiện đến vấn đề gọi là chúng tôi nói đến vấn đề phát mãi cũng giống như là vấn đề cầm cố cái ngôi chùa này như thế nào thì ngày 16 tháng 4 này thưa anh và ngày 16 tháng 4 này tòa thượng thẩm của California họ sẽ có một cái phiên để quyết định liệu họ có chấp nhận cái đơn xin thưa kiện của những người mà đã gắn liền với cái vụ kiện về vấn đề sờ mó của hòa thượng thích nguyên trí trong những thời gian vừa qua sở dĩ họ đâm đơn kiện vì lý do tại sao? Thưa là vì những người này họ cho rằng họ đang tranh chấp về vấn đề gọi cái gọi là cái quyền mà họ phải được hưởng qua cái tổ chức cũng giống như thầy viên nguyên trí. Nhưng hiện nay thì chùa nguyên chùa như bát nhà đã bán đi và họ không yêu cầu tòa án nghiên cứu lại và xem xét lại cái vấn đề bán đó không được đúng lúc và họ yêu cầu ngưng lại cái vấn đề mà buôn bán chùa bát nhã lúc này là nghĩa là bán cái tài sản của chủ bất nhà lúc này. Và cái sự kiện này nó diễn diễn ra vào ngày 16 tháng 4 thường. Đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta nói ông chấn Án có cái quyền để dismiss cái cây này, cái lời theo lời yêu cầu của những người nạn nhân gọi cái gọi là nạn nhân của cái vụ thưa kiện với chùa Bát Nhã hay không? Đó là chúng ta phải chờ cho đến ngày 16 này vào lúc sáng sớm ở tại chùa ở, ở, ở tại uh, tòa án của miền Nam Supreme Court của Orange County thì quý vị sẽ theo dõi được những cái sự kiện xảy ra như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng còn thêm một cái vụ kiện nữa và kính thưa quý vị người đâm đơn kiện đó là ông Huỳnh Tân Lê, ông Huỳnh Tân Lê đâm đơn kiện với tòa án về cái vấn đề mà trao à, là sang tên sang nhượng tên cũng giống như cầm cố tài sản của chùa Bát Nhã và dẫn đến cái vấn đề phát mãi là hoàn toàn bất hợp pháp và đó cũng là một vụ thư kiện có thể nói rằng đây là vụ kiện sôi nổi để chúng ta có thể theo dõi được những diễn biến ở chùa Bát Nhã như thế nào hôm chủ nhật như hôm qua chúng tôi đã, đã trình bày chúng tôi cũng có điều kiện đi dự một cái buổi lễ ở tại chùa đại tựa chùa đại bi và chúng tôi thấy hòa thượng thích nguyên trí với một cái sức khỏe cũng khả quan và không có gì là có thể nói là quá là... là nguy hiểm lắm thành bởi thế chúng ta thấy có thể rằng hòa thượng nguyên trí sẽ có những cái lời nói như thế nào sẽ những tuyên bố như thế nào về những gì mà ông Vinh Tân Lê đã nói trong cái buổi họp báo thì hy vọng chúng ta nghe được cái lời nói của một vị lãnh đạo của một cái tổ chức bất vụ lợi và đồng thời đó là một vị hòa thượng có một cái uh, cái một cái thứ hàng cao ở trong giáo hội Phật giáo ở tại hải ngoại nói chung và đặc biệt là tại miền Nam California nói riêng từ anh thì lẽ nhiên nhưng chúng tôi nói lại sinh hoạt ở tại chùa Bát Nhã vẫn bình thường. Nhưng chùa Bát Nhã sẽ đi đến với hai cái vụ kiện tất cả thưa anh. Hai vụ kiện. Một bên là Blank Tips và một bên là Defend. À, nhưng mà cái Defend tôi nghĩ rằng là tôi chắc là chúng tôi hơi đi quá xa nói vấn đề Defend. Vì cái vụ ba người này, mấy cô này họ thưa kiện là thưa bà Tiffany Phạm và cái tổ chức mua bán cái bất động sản ở tại chùa Bát Nhã. Và không biết này vai trò của Chùa Bạch Nhà Đóng cái vai trò gì trong cái vụ thư kiện này thưa anh Kiện chéo, kiện qua, kiện lại Kiện lui, kiện tới, kinh hoàng <laughs> Thì lẽ dĩ nhiên Chắc là đồng hương Phật tử Cũng không muốn Đâu, nghe Không biết, biết tại sao ông cái vụ kiện đó, Sợ gì ông Quỳnh Tân Lê tôi nghĩ thôi Đoán thôi chứ không, 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 không biết chắc yeah. Thì sợ gì ông đọc đơn kiện đó, Là ngày 5 tháng 4 này Hôm nay ngày 2 tháng 4 chỉ còn 3 ngày nữa thì phải đến cái hình cái hạn mà 90 ngày hết để giao cái chùa cho người mua anh biết yeah. không yeah. mua bây giờ nếu mà mua ao cái tàu tượng nào này nào làm đồ dùng người ở trong này một lực lượng như vậy đó. không phải chuyện đơn giản trong ba ngày và chùa thì nghe nguồn tin cho rằng chùa không có vấn đề gì hết đấy biết không yeah. thì cái chuyện mà quỳnh tấn lê phải nộp đơn kiện để khi mà còn tranh chấp á tiền chưa có, có transfer được cái cái chùa qua bên kia được bàn giao chùa cho người mua được, anh biết không? Dạ yeah, vâng. Tôi mà. nghĩ là cái đó là cái đơn kiện nó sẽ xảy ra trước ngày 5 tháng 4. Mà nó xảy ra đúng như vậy thì nó cũng đúng như dự tính của mình mình nghĩ vậy đó. Không biết anh nghĩ yeah. sao? Uh, đúng như anh uh, suy nghĩ và chúng tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là đến cái thời hạn đó, nếu tất cả những thành viên, tất cả những người hiện nay đang trú đóng ở trên cái địa chỉ 4717, đường first tự nhiên là ngôi chùa bát nhã nếu không muốn bị trục xuất ra khỏi chùa thì phải có một cái thư kiện hoặc là một cái xin gì đó đối với tòa án đối với ông chánh án thì mới được quyền ở lại không nếu không thì chắc lại luật pháp họ sẽ sử dụng như vậy và đúng như anh đã nói thì chúng tôi thấy rõ ràng là là phía bên ông Nguyễn uh, uh, Tân Lê thì đã đưa ra một cái, cái 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 kiện rõ ràng anh thì điều đó cho thấy rằng là 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 không có gì chúng ta còn nghi ngờ nữa là tất cả những thành viên, tất cả những người đại diện cho cái tổ chức Bát Nhã Mediation Institute họ đã có một cái hành động cụ thể để giữ lại cái ngôi bất động sản của họ đó là chùa Bát Nhã thưa anh. Mà tôi nghĩ họ không có cái lý. Tại vì thứ nhất á, thứ, 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 thứ nhất là như thế này là theo tên đó là một hội bất vụ lợi. Non-profit organization là tài sản của một tổ chức đúng không được hưởng cái miễn thuế mà... thì thì cái tài sản không phải rời một tay một người nào đó được đâu mà một người nào đó đứng ra bán thì không có sự đồng ý của hội đồng quản trị không có đồng ý với những người liên quan trong cái việc mà mà cái chùa đó là của thể đóng góp mua mua chứ không phải của riêng ai hết đó. anh tôi không thể đứng ra bán tôi không thể đứng ra bán cái tài sản chung dù tôi anh mua cái gì đó cái nhà tôi không thể yeah. đứng ra bán cái tài sản mà mà tôi anh chung được mà không có ý kiến của anh. Khi mà không có những ý kiến của hội đồng quản trị, những người đã từng đóng góp xây dựng cái chùa đó, donate để mua cái chùa đó, thì coi như là tôi nghĩ đó là một cái đó, nó illegal transaction. Một số vâng. Bán không học, vâng, kính thưa quý vị, tại sở gì chúng tôi muốn nói lên điều này là vì anh em chúng tôi không phải là những người làm nghề trong vấn đề là luật, ờ, nhưng những cái nét đại cương cho chúng tôi thấy cái quyền lợi và cái quyền lợi của mỗi cá nhân, trong cái đời sống ở tại Hoa Kỳ này họ có quyền và họ có quyền thư kiện với bất cứ một cái tổ chức tư pháp nào về cái vấn đề gọi là xâm phạm cái quyền sở hữu của họ à, chúng tôi khi nói đến quyền sở hữu của họ đó là cái ngôi chùa Bát Nhã ở tại đường First à, đó là một cái quyền sở hữu tư hữu của những người ở trong cái tổ chức bất động sản à, tổ chức bất vụ lợi bát nhà meditation institute và nếu họ không có tự dính dáng đến vấn đề chuyển tải tên cũng giống như là đi mượn tiền hoặc là uh, có những cái hành động gì sử dụng để liên hệ đến vấn đề pháp lý ngày hôm nay thì chắc có lẽ họ có cái quyền căn bản đó là bảo vệ cái quyền tự hữu của họ thưa anh uh, nam đúng, rồi, đúng yeah. rồi, anh, anh, anh anh bị mất tài sản anh mới đi kiện nhé. Dạ vâng, lẽ nhiên bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta có thể đi đến một cái kết quả cụ thể nào Nhưng ít nhất cái hành động thư kiện này nó làm ngăn cản lại cái Tất cả những cái bước đường tới đây của cái tổ chức Hoặc là cái nơi nào đó đã trực tiếp hoặc gián tiếp Cố tình hoặc vô tình đi đến vấn đề chuyển uh, chuyển giao cái bất động sản này qua hình thức mua bán với nhau đó là một cái hành động mà có thể nói hiện nay theo những cái luật của California thì họ không cho phép làm như vậy thưa ông uh, Suda cũng cần minh định một điều này thưa quý vị tôi và đoàn trọng là người làm ký giả nghe thấy bàn nói cái tiếng nói chúng tôi là tiếng bàn của giới làm báo không có giá trị mà mặt pháp luật nên là phải đúng như vậy 100% và chúng yeah. tôi cũng không có nào người trong cuộc để biết được những thông tin 100%, 100% và chúng tôi chỉ dựa vào những thông tin nó được biết ở bên ngoài được góp lời bàn cho nó vui. Do quý vị không, thật sự thấy... ra thì thưa anh Xuân Nam mình cũng có một cái nhiệm vụ để gửi đến tất cả quý khán thính giả của mình mà trong đó họ là những đồng hương Phật tử họ quan tâm đến cái ngôi chùa Bát Nhã và đây cũng là một trong những cái sự kiện để làm cho chúng ta quan tâm đến cái sinh hoạt trong cái vấn đề gọi là liên quan đến vấn đề pháp luật mọi người đều bình đẳng với nhau ở trước pháp luật và ngay cả những người có thể nói trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào cái khi ờ, tổ chức bất vụ lợi bắt nhã đều có những cái quyền giống nhau và cái quyền nói lên tiếng nói và chúng tôi là những người gửi đến quý vị tất cả những tin tức hàng ngày trong sinh hoạt trong cái đời sống của những người dân miền Nam California cũng như miền Bắc California thì đó là một trong những cái nhiệm vụ của chúng tôi có mặt với quý vị nhiệm vụ của chúng tôi đó là làm cái công việc của chúng tôi chứ nhiệm vụ của chúng tôi không phải là đi bên vực cho người bán kẻ mua hay là gì mà chúng tôi chỉ đưa ra những cái sự kiện mà thôi. Yeah chúng tôi đưa news cái news yeah. đó nó có lợi cho người nào và đã yeah. hại cho người nào nó nằm không nằm trong mục đích của chúng tôi ở đây nó có Đúng những ơi. cái vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ với khán giả như vậy việc trước tiên nếu tất cả những cái sự sinh hoạt bình thường và sư cô hệ chiếu như cô hệ chiếu là một trong những người có tên tuổi gắn liền ừ. trong cái vụ gọi là cầm cố này thế tại sao phải lẩn tránh làm gì phải ngang nhiên gặp gỡ có thể nói chúng tôi không có thể nói là họ tự động đứng ra mời báo chí nhưng khi tất cả những người nào họ làm công việc truyền thông có cơ hội gặp gỡ sư cô huệ chiếu thì sư cô huệ chiếu phải có cái sự việc cho chúng tôi biết những gì mà sư cô đã làm trong quá khứ à, cái trừ chùa bát nhã tại vì sư cô đã cho biết rằng theo những lời mà có thể nói tin thân cận từ phía trong của uh, bát nhã Meditation Institute cho biết rằng là sư cô đã nói với Hòa Thượng Nguyên Trí những cái điều gì. Chúng tôi cần nghe những cái lời nói đó để đồng bào yên tâm. Với lại cái thứ hai này, cái trách nhiệm xã hội đó. Ngôi chùa là một cái tổ chức xã hội. Dạ vâng. Niềm tin của tôn giáo, niềm tin xã hội. Cho những cái việc mà công chúng lo lắng trong mấy tháng nay đó. Chùa cái im ỉm như vậy. Ngoài trường Quỳnh Đăng Đê là với tư cách là hội đồng quân trị. Yeah. Là cư sĩ nhưng không phải là người trực tiếp dính vào vụ này thì tôi nghĩ cái trách nhiệm trực tiếp dính vào vụ này là bà sư cô và thầy nguyên trí cho đến giờ này tôi cảm giác như, như các nhà tu đó không để ý đến cái vấn đề cái, cái, cái sự lo lắng tín ngưỡng cũng như niềm tin công chúng tôi cảm Lấy thấy quay đứng, họ quay lưng họ quay lưng lại với với tín đồ quay lưng lại với, với 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 Phật giáo Thật và không uh... không có một cái tao không có một cái cuộc họp báo giải bày trực tiếp mật tự như như nào cái đó tôi nghĩ là có lỗi rất lớn chuyện mua bán có lỗi không có lỗi tôi mà bàn tới nhưng cách cư dạ nhà chùa hiện được tôi cho rằng đó là thiếu thiếu tôi để... đồng ý với anh hoàn toàn là chúng Chứ tôi không đi đến nhiệm. vấn đề trái hay sai về trong những vấn đề mà sang tên hay chuyện nhược đó là quyền của quý vị tuy nhiên tôi nghĩ rằng hòa thượng thích nguyên trí và sư cô Hệ chiếu có bổn phận và trách nhiệm phải cho tất cả những người đã gắn liền với hòa thượng trong thời gian quá khứ vừa qua để ngày nay tồn tại được cái ngôi chùa Bát Nhã quý vị chia sẻ những cái niềm vui của chùa Bát Nhã thì quý vị cũng phải chia sẻ cho tất cả những người đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc khó khăn của chùa Bát Nhã chứ không thể quý vị vì tại sao chúng tôi muốn nói như vậy vì trong buổi họp báo ông Huỳnh Tấn Lê đã nói một cách rất rõ ràng trước tất cả các giới báo chí ở tại Quỳnh Cam này ông nói rằng ông đã có điện thoại với hòa thượng Nguyên Trí và hòa thượng Nguyên Trí nói rằng ô mất thì thôi ai thôi cái điều đó là chúng tôi khi nghĩ rằng là trong điều sức khỏe nhiệm. của hòa thượng chắc lại chúng tôi không muốn đi quá xa về thiếu trách nhiệm thôi anh Xuân Nam mà chúng tôi muốn nói rằng là vì sức khỏe của hòa thượng thành hòa thượng chưa cho phép có thể có cái cơ hội để tiếp xúc với giới báo chí chúng tôi tuy nhiên qua cái hình ảnh của ở tại chùa Đại Bi thì chúng tôi thấy sức khỏe của hòa thượng tương đối có thể cho chúng tôi một cái câu trả lời các đồng hương các con đừng có quan tâm nhiều tất cả những sự việc hòa thượng đang tìm cách để có thể phơi bày ra sự thật và không có một cái gì ngăn cản để có thể ai vào đây để lấy cái ngôi chùa Bát nhã chỉ có một lời nói chừng đó không thôi cũng làm tất cả mọi người an tâm phải không anh lại nhìn chúng tôi một lần nữa khẳng định lại vai trò của chúng tôi không phải đào sâu đi vào những cái vấn đề pháp lý và pháp luật hiện nay mà chùa bát nhã đang đối diện nhưng Mới chúng tôi cần nguyên cái thông tin mà anh vừa đưa đó, thì có đơn kiện mới mới nhất là có những đơn kiện của những nạn nhân của việc sờ máu của ông thầy, dạ. đúng không? Dạ vâng. Thì như như vậy thì các cô nó còn đi kiện nữa là cái chuyện mà là cái chuyện nó đặt vấn đề là có thể có và có thể không, đúng không? Nhưng thưa mà ông, thưa anh, kí điểm, cuộc báo, anh cho tôi, trong anh, báo anh cho tôi, anh tôi một anh, anh cho tôi một second thôi, một cho tôi một second thôi cái sự đi thưa kiện của những cái cô này để chứng tỏ rằng là cái vấn đề mua bán chùa bát nhã đã trở thành sự thật anh đồng ý với tôi cái điểm đó không? dạ cho nhưng chúng mà có tôi... điều này Có điều này thì trong cuộc họp đó trong cuộc họp dạ. báo vừa qua của ông ông Vương Lê đó thì cho rằng đã bù kiện bù kiện như cái xong rồi dạ. thì sự thật nó như thế nào cái sự thật xong rồi nhưng bên cạnh đó họ chưa nhận được cái tiền mà bồi thường bắt buộc của phía Như ông vậy thì nếu, nếu ông thầy chùa không có lỗi ông thầy chùa thắng thì là, là tại sao thì có có cái tiền đó À, theo lời của ông Huỳnh Tấn Lê nói thì vấn đề là cái phía bên Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã để cái thời gian nó kéo dài và cái phí tổn tiền luật sư cũng giống như tất cả những cái vấn đề phí tổn cho cái vụ kiện đó nó nằm ở trong cái ngân khoản đó. Thầy lại nhiên thì đó là tiền, nào... phí tổng, tiền phí tổn, tiền phí tổn chứ không phải là tiền 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 tòa phạt. Thưa thưa anh thì đến bây giờ thì người mà đưa ra cái quyết định đó là ông Trần Án. Ông Trần Án nói rằng là phía mỗi người cái cô hai cô cô thi Cathy Nguyễn và cô hai người thì tôi cũng không có nhớ tên nhiều. Chắc tôi là nó nó không biết nó nói, nó nói, nói tên đây. Dạ vâng, thì tôi cũng dám muốn nói ra nhiều nhưng mà hai người này họ đã được ông chánh án chấp thuận cho được có một thứ nhận một cái số tiền bồi thường đến từ phía thành Minh trí đó là 175 000 cho mỗi người thì tất nhiên tổng cộng lại là 350 000 và hiện nay thì hai người họ đã không có nhận được một cái đồng xu các bạc nào về sự tiền đó và họ lại biết rằng cái ngôi chùa đã bị bán phát mãi vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 tháng 12 năm 2023. Bởi thế họ nghĩ rằng cái nguồn tài nguyên, cái nguồn cung cấp cái số tiền này không có. Bởi vậy họ mới thư kiện cái vụ mà bán phát mãi này và thư kiện lại để tòa chân đứng lại cái việc mà uh, uh, mua bán cái bất động sản này vì cái đó là hai bên đang thư kiện nhau mà họ chưa hoặc, ví dụ như tôi nói ví dụ theo cái sự hiểu biết. Ví dụ như họ nhận được cái check 350 ngàn thì không có cái lý do gì mà họ có thể thừa kiện. Tại vì họ không nhận được tiền nên họ phải thừa kiện để có thể nói rằng họ có một cái cái cái, 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 cái kết quả cái kết quả uh, tôi phải xài cái chữ cho thật đúng mới được. Đó là cái kết quả đúng theo nhiều đứng theo của ông Trần Nam đã ba trò. Dạ. Ừ vì như thế này thưa anh à, tôi không biết họ sử dụng tại vì một khi họ của những người đó họ cho rằng cái tài sản này có phần của ông hòa thượng thích nguyên trí trong đó nữa cái đó thì còn quá sớm để chúng ta biết những cái chuyện gì thì có thể ngày 16 tháng 4 này cái cây này nếu ông trái nám thấy nó không hợp lý thì họ cho dismiss vì đây là một cái khởi điểm của vấn đề mà gọi là là thưa kiện mà thôi vâng vài ừ. và vài chuyện của chùa Bát Nhã mà hôm nay chúng tôi cũng muốn dành thì nhờ để việc trước tiên chúng tôi đã đến người ngày 16 tháng 4 là sẽ có hai vụ kiện diễn ra với chùa Bát Nhã còn vâng, cái phân tích của anh về vụ kiện của ông Quỳnh Tấn Lê như, như thế nào thưa ông Quỳnh Tấn Lê với tư cách là một trong những thành viên của Bát Nhã Foundation và Bát Nhã Medication, Meditation Institute và họ thưa kiện lại là cái người mà những người gắn liền với vấn đề mua bán hoặc cầm cố cái bất động sản này là bất hợp lệ, tại vì cái tổ chức của họ không giao cho một ai đi làm cái công việc đó. Ừ. Vì họ cho rằng là họ không có giao cái tài sản này cho bà thích hệ chiếu. Mà anh Cùng nghĩ giống... sư cô, bà sư cô có quyền bán cái chùa đó không? Oh my, it's a good question. And đây là một cái câu hỏi mà chắc là những vị luật sư cao cấp cũng... Nhưng mà theo cái luật tôi có thể nói, theo luật của California về cái tổ chức bất vụ lợi, thì không một cá nhân nào có thể lấy cái tài sản của bất vụ lợi để đi bữa, để đi làm cái công việc riêng tư cho mình như vấn đề cầm cố hoặc là đi đến cái hậu quả là bị bán phát mãi thôi. Sau cái chùa trong gốc của bá tánh, dạ mọi người... Mà nó là một người bán cái lợi, một người thì nó, nó không có phe, tôi nghĩ như vậy, nó không có phe tôi nghĩ không tôi phải phè, tôi không, không được, là không phè. Dạ, legal phải nói đến vấn đề chữ legal hay là illegal thì chắc tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó theo sự hiểu biết của tôi đến bây giờ thì illegal anh không có không có bất hợp bất hợp pháp, không thể hợp pháp được. Mà nếu ông Nguyên Trí có bao giờ xác nhận là ông có nhường cho bà sư cô không? Đó là lý do chúng tôi muốn nói lúc này sức khỏe của thầy Nguyên Trí đủ để có thể trả lời sức khỏe, câu hỏi đó. Sức khỏe dạ, không có phải là lý do chính, bởi vì chứng cứ là ông muốn đi tới đi lui chỗ này chỗ nào. Dạ và thì tình tin mà nào được thì, thì trước thì đây thì chắc là không thì mình cái không có đi sự sâu sự kiện là ông có ông ông có ông có nhường cái chùa đó cho cô không dạ vâng cô thì... sai hay là ông ông sai thì tôi xin trả lời anh ông có cái trách nhiệm để cho tất cả những thành viên trong cái tổ chức mà mát Bác, Bác nhã bất vụ lợi này biết được tất cả những sự kiện gì đã xảy ra và gắn liền với chùa bát nhã trong những ngày vừa qua tuy nhiên cũng có thể vì lý do sức khỏe của ông ông phải thay máu hay là gì đến cá nhân tôi không muốn nói nhưng mà không đủ để cho ông có đủ điều kiện minh mẫn cái sức khỏe nó tạo nên cái điều trí óc minh mẫn ông để ông trả lời những vấn đề đó nhưng mà qua cái sự kiện ngày chủ nhật vừa qua thì chúng tôi thấy ông theo cái mắt nhìn của một phóng viên thì tôi thấy rằng ông có đủ sức khỏe để có thể trả lời những cái sự kiện liên quan đến vấn đề gọi là cơn khủng hoảng của chùa Bát Nhã. Tôi không nghĩ ông vấn đề sức khỏe là vấn đề chính mà cái vấn đề ông có muốn trả lời hay không là, là, hay là bự cái sức khỏe là lý do thôi thì tôi, là tôi, cái tôi hoàn toàn tôi đồng ý với anh tôi, tôi. tôi hoàn toàn thì đồng mình, ý với mình, anh mình, là... mình nói thẳng ra tôi cũng là cái người đi lọc máu nè tôi nói <laughs> là ngày mười mười mấy giờ à Trời, anh tôi có tôi gia, gia đình mình. ông mà thường đâu có gia đình đâu có ai lo cho ông nhưng đâu. mà có cái <laughs> điều đó nó đưa ra cái sức khỏe là người ta cho rằng cái đó không đủ một cái lý do chính đáng thì tất mà cả luật sư thì phải, phải biết mà. nếu luật sư thì họ có đủ cái cách để họ đưa ra cái luật lệ của họ, họ cho thấy rằng là ví dụ cái điều à, ông trong tình trạng khi chưa chưa đủ minh mẫn trí nhớ của ông nó kém đi hay là gì đó thì có thể đó nhưng mà đó là chúng tôi chỉ nghĩ thôi chứ không phải là cái đó là lý do chúng tôi đưa ra bảo vệ nhưng cái cái mà chúng tôi đáng lý chúng tôi vì chúng tôi tôn trọng cái sức khỏe của ông chúng tôi trước đó chúng tôi không để nhưng mà sao tôi càng nghi ngờ điều đó hơn đó là vì bị ông nói câu mà anh vừa nói đó là yeah nếu mà mất thì bỏ đi, Dạ. Yeah. Như như vậy thì cái vấn đề ông có phải được chính danh, chính nghĩa trong vấn đề này không hay, hay ông có tổng phạm? Thưa anh, phạm như trong vấn đề này? Thưa anh vượt trước tiên cái nguyên tắc căn bản là thầy Nguyên Trí phải xác nhận cho biết rằng ông có nói lời đó hay không cái đã. Tại yeah, nếu ông không đó. có à uh, thì phải ông bây giờ đến lúc này là ông có đủ sức Nghĩa là đủ sức khỏe để nói rằng Cái tôi đã nói điều đó với ông Quỳnh Đăng Lê Và lúc đó thì chúng ta mới keep go on Tiếp tục được Còn nếu ông nói rằng tôi không có nói điều đó Thì lại là cái sự việc nó điền lại ở cái điểm đó thì lúc Nhưng đó lại sự, khác cái sự, sự bị đó sự Đăng nói được cuộc họp báo mà phải không Dạ đúng, đúng như vậy. Ông Huỳnh Đa Lê nói một cách công khai trong buổi họp báo. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hoàn toàn tất cả những sự kiện 100% sự thật. Hơn. Tại vì chúng ta cần phải nghe phía ông Thừa Hòa Thượng Thích Quyền Trí nữa. Vậy thì cái vấn đề đặt ra tại sao ông không họp báo? À, thì đấy là cái câu hỏi mà chúng tôi nói với anh có thể là trước đây ông không đủ sức khỏe thì như tôi đã nói với anh vì như vậy anh chưa đủ sức khỏe ông ở trong tình trạng bệnh ông chịu bệnh thành anh không có điều kiện đó nhưng hôm nay thì lại nhiên chúng ta không có đủ thẩm quyền để nói sức khỏe của người khác. Tuy nhiên chúng ta có quyền đặt câu hỏi kính hòa thượng. Hòa thượng lúc này thấy có được thì hòa thượng cho biết rằng cái câu trả lời của hòa thượng qua điện thoại có đúng sự thật hay không. Chúng tôi chỉ hỏi cái điều đó thôi. À, thưa anh, tại vì Nếu đó là không cái có đủ sức khỏe, báo rằng ông không có đủ sức khỏe để ngồi viết một lá thư trầm tình, một cái announcement public announcement về tình trạng số phận của, của ngôi chùa, và trách nhiệm à. của ông như thế nào. Tôi chắc là hy vọng qua cái chương trình hôm nay nếu mà Hòa Thượng có theo dõi được thì quá Hòa Thượng nghe cái lời đề nghị của anh Xuân Nam, à, ông là chủ nhiệm chủ bút của tờ Cali Today ở tại San Jose thì chắc là Hòa Thượng sẽ có một cái quan ứng. tâm của mình là công chúng nó quan tâm rất lớn mà nhà... Đúng, Đúng như vậy. vậy. Dạ yeah, vâng. Thì thật sự mà nói, nếu trong cái tình trạng sức khỏe cho phép thì chắc lẽ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nên có cái câu trả lời về những gì mà ông Huỳnh Tấn Lê đã nói trong cái buổi họp báo đó. theo Đó là kinh nghiệm của một người làm truyền thông truyền thanh của tôi. Dạ. Yeah. Chứ còn bây giờ cứ im lặng, không biết công chúng hoang mang, không biết chuyện gì hết. Vâng, điều im lặng có nghĩa là một phần nào im lặng cũng có nghĩa là theo cái nhận định của những người mà bình luận tin tức có thể im lặng là một cái phần một phần thôi đồng hành với tất cả những gì mà người đó nói mình. Tuy nhiên cũng có nhiều người họ không cần trả lời. À, tuy nhiên cái sự việc này nó cần đến sự quan tâm của rất nhiều người và thường cần quan tâm đến những người đã từng bên mình trong quá khứ trong cái cuộc hành trình để tạo nên bắt nhà họ đã đứng kể cạnh bên hòa thượng bởi thế. Rồi, anh, anh là một đến... người có trách nhiệm trước xã hội người ta đồn vấn đề nào đó liên quan đến anh anh là nhân vật chính trong đó vâng. có thể anh thích và có thể anh không thích như thế đồn vâng. nhiều quá thì anh có nghĩ là anh có trách nhiệm rồi là đưa ra cái thông báo báo chí về vấn đề đó không cảm ơn anh khi anh đưa ra một cái câu hỏi mà có thể is perfect À, nếu cá nhân tôi mà chỉ có cá nhân tôi không thôi ảnh hưởng đến cá nhân tôi không thôi có thể tôi sẽ suy nghĩ và tôi nghĩ nên trả lời hay không nên trả lời nhưng nếu có liên quan đến tất cả những người đã cùng với tôi trong cái những cái sinh hoạt chung để tạo ra những cái sự chỉ trích đó thì tôi cần phải lên tiếng. Dạ. Yeah. Tôi tôi nghĩ nên lên tiếng thì hơn chúng ta không có yeah. sai làm chuyện gì hết. Yeah. Dạ. Tôi lên, nghĩ lên, là. Dạ. Lên Tại vì trong đó có nhiều người đã đồng hành với mình, chia đắng sẻ bùi với mình. Tại sao đến lúc này cái khó khăn như vậy, có những cái lời đồn qua tiếng lại như vậy, tại sao mình không lên tiếng? Chỉ có một cái lý do duy nhất là vì cái sức khỏe của mình nó quá yếu không cho phép mình làm điều đó thôi. Còn Nghe cái đừng cái nói chuyện ngôi, mình... ngôi, 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 đừng nói chuyện ngôi chùa nữa. Nếu mình không nói chuyện ngôi chùa đó giờ mình tôi là vì hòa thượng. Dạ vâng. Hướng dẫn đời sống tâm linh cho một tập thể Phật tử khá lớn, cái chục ngàn người. Dạ vâng tôi dạ, tìm cái chùa có tiếng ở tại một thành phố đông người Việt có một tin đồn của tôi như vậy tin đồn không cái tin, tốt đồn, như tin vậy. đồn tin nói thật thật luôn đó cái tin này là tin nói rồi cách rõ ràng giống Tấn Lê nói một cách công khai mà được với báo chí thì được, cái điều không phải đó tin đồn đúng rồi. hay sai yeah. tôi xin loan báo với quý vị biết sự thật nó như thế nào tôi xin bảo đảm những điều tôi nói là đúng sự thật dạ, thì ít nhất công chúng cái gì bây giờ Phật tử anh em nghiệm người ta trong đời sống khó khăn hiện nay về tinh thần người ta nương tựa vào ông thầy nương tựa vào nhà chùa nương tựa với các vị tu sĩ để tìm một chốn bình yên một chốn đức hạnh một chốn đạo đức thì vô đó của mình nó vô đó giống như đụng gặp như ông mà tào lao thương tật như vậy thì có nên đi không dạ yeah. như uh, thưa anh tôi không dám bước quá xa về vấn đề đó nhưng mà chúng không tôi muốn đến... nói đến... mình không dám bước quá xa nhưng mà đó là yeah. một, một, lát nhưng thư. mà tôi thấy mình trở lại Tức cái vấn đề phải có, tôi nói lại với hòa thượng trở lại cái vấn đề của hòa thượng nguyên trí và cái tổ chức non profit của hòa thượng vì cái tổ chức đó nó được thành hình bởi cái sự đóng góp cũng giống như là hoạt động tích cực của những người kề cần. Với cái tổ chức đó thì không lý do gì để Hòa Thượng không có câu trả lời với ông Huỳnh Tân Lê đã nói về những gì mà qua cái điện thoại vào ngày à, thứ tư tuần trước là thưa anh Xuân Nam. Đó là cái kết quả và cái chung cuộc của cái lời đề nghị của chúng tôi. Được. Vâng Đó là thì... chuyện của cộng đồng của chúng tôi với một cái sự kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo. Cái đến vấn đề thứ nhì nữa chắc lại luôn tiến đây mình cũng nói chuyện cộng đồng luôn anh Xuân Nam ha. Dạ, dạ mời gần đây thì có thể nói có nhiều nhân vật cái điều mà chúng tôi muốn nói đến cái tự do ngôn luận là một trong những cái sự kiện quan trọng của cái vấn đề First Amendment của Hoa Kỳ và không ai có thể được ngăn cản và chặn đứng tất cả những gì bộc phát bởi được cái quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi thấy càng ngày cái vấn đề gọi là abuse, làm dùng cái tự do ngôn luận để đi đến chính một cái đường lối mới đó là chỉ trích cá nhân lẫn nhau. Tôi xin nói một cách rõ ràng và tôi không ngại ngùng gì hết. Lẽ nhiên một trong những nhân vật chúng tôi nói đến đó là bà Nhật Linh. Bà Nhật Linh tham dự cái buổi của ông Nguyễn Mạnh Chí tổ chức cái trao cờ thì đó là quyền cá nhân của bà. Không ai có thể được cái quyền gì lên tiếng đã kích hay là gì đến với sự kiện của bà. Lẽ nhiên có người thích hay không thích đó là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng bên cạnh đó có một cái sự việc quan trọng nó ảnh hưởng đến đời sống của những người gọi là bỏ nước ra đi đến định cư và tị nạn tại Hoa Kỳ. Đó là vấn đề lá cờ vàng và, và sọc đỏ. Và trong cái ngày khai mạc bỏ tiền bao nhiêu người đã đóng góp cho nguyện mệnh trí qua một cái cơ quan từ thiện là Hội Cao Niên Á Mỹ nữa. Cái điều này nó trở thành một sự thật rõ ràng. Và cái số tiền đó đã được sử dụng để tổ chức cái buổi lễ đó do cái ban từ ban tổ chức do ông Nguyễn Mạnh Chí đề ra. Chúng tôi không nói đến ông Nguyễn Mạnh Chí là thị trưởng hay gì, chúng tôi chỉ nói cá nhân ông Nguyễn Mạnh Chí mà thôi. Nhưng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trong những cái biểu tượng chung của những cái người Việt tị nạn ở tại Hoa Kỳ. Sở dĩ cái dư luận lên tiếng công khai đã kích về vấn đề là bà Nhật Linh, một trong những người gần đây là lớn mồm to miệng nói nhiều cái điều mà có thể nói chúng ta không thể nào chấp nhận được đối với những người tị nạn rời khỏi quê hương dưới cái lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ chúng tôi không cấm bà cũng không có chống đối bà ở nhà bà bà muốn là cầm cái lá cờ bà làm gì thì bà làm đó là quyền cơ hữu của bà nhưng khi bà có những cái lời nói phạm ngôn xúc động đến tất cả những sự hy sinh của những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho cái tấm cờ vàng ba sọc đỏ mà cái tấm cờ đó để có thể biểu hiệu và lộ diện ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thì không một cái lý do gì. Lẽ nhiên tôi nói lại một lần nữa, bà có quyền rờ vào cái lá cờ nó lúc nào cũng được hết. Nhưng cái sự việc này nó tổ chức bao gồm những cái tiền đóng góp của nhiều người chứ không phải cá nhân ông Nguyễn Mạnh Chí. Nếu chỉ có một mình ông Nguyễn Mạnh Chí với bà thôi không ai nói làm gì một cách công khai và rất nhiều người đã có thân nhân, con cháu cũng giống như tất cả những người bố mẹ anh em của họ đã hy sinh cho cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này. Mà bà là một trong những người phạm ngôn đưa ra những cái lời nói mà chúng tôi không muốn nói ra ngày hôm nay nhưng mời nói mất dạy. Tôi nói một câu như vậy, mất dạy, thiếu cái sự hiểu biết của một cá nhân con người khi đến nơi này chọn làm quê hương thứ hai và vì lý do đó không một cái lý do gì, một cái buổi lễ anh trang nghĩ, trọng như anh vậy anh nghĩ bà có quyền anh nghĩ bà có quyền tự do tư tưởng tự do phát biểu để nói những câu như vậy không thưa anh đó là quyền của bà nhưng bên cạnh đó bà cũng biết người ta cũng có tự do ngôn luận và cũng ta có quyền chống đối lại những gì bà nói thưa anh Tôi, tôi không bao giờ nói rằng là bà không được quyền, bà được quyền, nhưng cái điều cái bà phải biết rằng bà bên cạnh đó bà cũng biết rất nhiều người và rất nhiều người được nhiều quyền để chống trả lại cái lời nói của bà, trong đó có tôi. Vậy thế tôi nói cái ngày đó bà không có lý do gì bà được đưa ra cái tay của bà đụng vào cái lá cờ hiên ngang đi vào cái cột cờ để tung cái cho cái lá cờ đó bay lên lại diễn bà làm cái ý anh nói không buổi, không buổi lễ pháp mà không. Lễ, làm lễ khánh thành trụ cờ tại chỗ phước lộc thọ đó. dạ vâng thưa anh trong cái buổi lễ khánh thành trụ cờ phất tại phước lộc thọ do ông nguyễn mạnh chí cá nhân ông nguyễn mạnh chí tổ chức nhưng cái sự kiện này nó diễn ra với nhiều người theo dõi trên thì hình ảnh của bà là cầm cái lá cờ đi trong hàng ngũ của những người quân nhân để đi đến trao cái lá cờ đó vào trong cái cột cờ để phất phất phới bay lên trên cái bầu trời của miền nam california cái điều đó nó đi ngược lại cái tinh thần của những người mà có thể nói rằng đã chết cho cái lá cờ đó. Vì không thể để tôi, một tôi, tôi 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 nghĩ ông ông Nguyễn Minh Chí có làm một việc tôi cho là inappropriate không phù hợp. Yeah. là vì là tại vì khi mà mình lớn lên miền Nam á anh biết mỗi lần rước quốc quân kỳ đó, phải có những người đó có một tiêu chuẩn nhất định không phải để ai cũng phải rước được ví dụ ví dụ trong vấn đề này hay giống như anh rước quốc quân kỳ cái quyền chọn ai cũng được ai cũng quyền làm được người có, tay, có tay cái chân tôi làm được thôi nhưng mà người đó phải có một biểu tượng của cộng đồng là một một cái mang tính chất symbolic tương yeah. trưng tiêu biểu biểu tượng cộng đồng ví dụ như các em học sinh học giỏi ví dụ như người thể thao gia đoạt huy chương ví dụ như có người chiến đấu giỏi được anh hiểu bội tin để gì họ làm tấm gương cho xã hội thì khi mà một người chửi đã cười như vậy mà người bên trí mời tôi nghĩ không không phải là lỗi của cổ mà tôi nghĩ cái lỗi đó của mình trí mà ông người bên trí mời một người mà chưa và nó rất tiêu biểu cho xã hội mà còn bị đã. tranh luận bị bị bàn bạc bị tranh luận nhiều thì cái đó không nên tôi nghĩ cái đó là tôi hỏi toàn... sai. thưa anh tôi hoàn toàn đồng ý về anh đến cái lúc nào ông Nguyễn Mạnh Chí đưa ra những cái lời nhận định như anh vừa trình bày chúng tôi không đề cập đến bà này nữa nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn đề cập đến bà này vì bà có cái trách nhiệm khi những cái lời nói mà đưa ra bà không còn có cái gọi là cái tự cái cái gọi là cái nhân sĩ của con người cái liêm sĩ của con người để đứng vào đi dự trong cái hàng ngũ đó để cầm cái lá cờ vì mục đích của bà muốn làm cái gì khi bà cầm cái lá cờ để đi vào cái cột cờ thưa đó là cái, cái điều chúng tôi muốn nói nguyên, tắc cái ngu nghi lễ đó nó phải có nguyên tắc của nó nguyên tắc của nó yeah. về thể xác và đủ sức khỏe không bệnh đâu phải thò mãn được chiều cao nào đó về về xã hội không mang tiếng không phạm những cái lỗi lầm lớn tội hình sự thì quá và những tội xúc phạm đạo đức thì nó. thì không thì chẳng hạn bữa nào tôi tôi mờ, cái, cái, cái cái, cái, cô nào đó ví dụ như tôi mời một cô gái mà nổi tiếng vang dội là những cái chuyện làm bê bối đến đại diện cho 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 tôi bác bán lá cờ thì đó tôi bị bán tiếng rồi mà. mà tại sao cô tôi đến dự tại vì đâu phải do cổ mà do tôi mời thì tôi ờ. nghĩ cái trách ở đây được mà trách công nhật linh mà trách công thị thị trường đúng không thưa anh anh cho phép chúng tôi đi từ bà nhật linh xong chúng tôi mới bắt đầu đi đến vấn đề của ông nguyễn mạnh trí à, chúng tôi đi từng bước từng bước một việc trước tiên chúng tôi nói đến cá nhân của bà nhật linh bà nhật linh có quyền đưa ra những cái lời nhận định của whatever bà nghĩ đó là cái quyền tự do căn bản, vừa theo theo hiến pháp của Hoa Kỳ chúng tôi không đề cập đến chuyện đó. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng có quyền phản bác lại tất cả những cái gì bà vu khống, bà nhục mạ, bà xỉ nhục những cái người đã hy sinh cho cái lá cờ vàng và sọc đỏ. Đó. đó là cái lý do mà chúng tôi muốn nói. Trong cái tinh thần của First Amendment, tất nhiên là cái quyền tự do ngôn luận chúng ta cần phải có vấn đề không có đi đến vấn đề tấn công các tấn công tư cách cá nhân của nhau gì tôi nói như vậy vì những người trong đó tôi nói liên danh dân ra liền ông phát buổi ông tố cáo ông nói như vậy thì bà này là đưa ra những cái lời nói mà có thể nói một cái cách hàm hồ mất dạy ô cái thằng môi thâm mặt chi này kia nọ no điều đó không có thể chấp nhận được thưa anh Xuân An. chúng tôi à. muốn nghe bà có quyền tôi nói rất thích, rất thích, tôi chưa nghe cái đoạn đó bà bà có quyền nói những cái gì tôi không đồng ý với ông vu khống tôi như vậy quý ông chưa hiểu tôi pop whatever nhưng không có quyền đưa ra những cái điều mà có thể nói mày là thằng thế này, mày là thằng thế nọ đối với một trong những người bà muốn kêu mày cũng được, chẳng ai nói gì bà tôi không, không quan tâm đến chuyện đó nhưng bà đưa ra những cái tấn công cá bà này là bây giờ được huấn luyện ở trong cái môi trường sau ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản bà đã có những cái thành tích hoạt động trong cái ngành truyền thông và chắc có lẽ bị ám ảnh trong cái tâm tư của bà sử dụng những cái ngôn từ có thể nói như phường đá cá làm dương đó là cái điều người ta muốn nói ra ở đây lẽ nhìn chúng tôi nói trở lại một lần nữa. Và tôi hy vọng tôi anh, à, như vậy thì bà, bà, nếu anh cho bà như vậy tại sao có những người gọi bà là nhân sĩ tôi không làm việc công việc người khác thưa anh cái chuyện đó chuyện dạ. nhân sĩ người khác à, vì tôi tông làm công việc đó và khi tôi cảm thấy không thích cái chứng lộ tai tôi thì tôi không nghe hoặc là tôi gửi lời phản bác đến họ và việc đó tôi đã nói tôi như vậy dạ. chứ còn tôi không là độc quan quan trọng tâm về cái tôi không bao giờ có được cái quyền để ngăn chặn người khác. Cái điều đó, cái điều là tự do căn bản của mỗi con người. Và chúng tôi chỉ nói lên, đã đến lúc mà nhìn lại trong tấm gương của bà. Không có phải là vì bà nói người ta như vậy rồi chúng tôi nói lại bà không. Chúng tôi không làm cái điều đó. Mà chúng tôi nghĩ rằng, một lần nữa, cô Nhật Linh, cô giống như đồ em út của tôi thôi. Tôi nói cho cô biết như vậy. Cô có quyền thực thi cái quyền tự do của đời sống của một người công dân Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ này. Tuy nhiên bên cạnh đó, cô không được quyền sử dụng cái quyền tự do đó để đi tấn công cá nhân của một người nào đó về vấn đề cá nhân đời sống của họ. Ví dụ tôi nói ông Ngô Kỳ có gì đó là cái quyền của ông, chúng không thể nói được ồ, ông đó sống bằng cái này, cái nào, cái kia. Cái đó do pháp luật người ta ấy, cô không được quyền nói đó. đó là một cái, một cái điều mà có thể nói rằng là À, chắc lại nó bị một cái 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 ấy và chắc là chút xíu sẽ trở lại bình thường thôi Đi, bị bị dạ hay, vâng bị gì vậy? dạ chắc có lẽ cái cái sống nó bị nhiễu á anh anh có thấy hình tôi không còn thấy hình tôi không dạ có 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 thấy hình bình, bình thường không? anh dạ. anh anh có nghe không nghe bình thường vâng ok à, thì trở lại chúng tôi muốn nói đến đó là cái lý do chúng tôi muốn nói hôm nay và hy vọng sau cái lời nói của chúng tôi bà Nhật Linh bà có quyền trình bày cái quan điểm và cái cuộc gọi là cái đời sống sinh hoạt của bà à, bình thường không có gì chúng tôi bà có thể chỉ trích ai cũng được bà có thể nói điều gì cũng được không hay nhưng vấn đề tấn công cá nhân là cái điều chúng ta không chấp nhận được vì sáng nay anh thấy trong cái đời sống càng ngày càng nếu một người như vậy chủ trương như vậy mà bắt đầu cứ lần lượt thì đời sống một cái trở thành một cái xã hội vô trật tự và chúng ta đã đến đây hy sinh tất cả để lại phía đằng sau có thể nói rằng cho dù chúng ta đến đây xây dựng cái đời sống có thể vật chất tốt hơn nhưng bên cạnh đó làm sao chúng ta lấy được cái tinh thần của một người Việt của chúng ta anh và tôi đều phải xa quê hương sống nơi đất khách quê người lại nhìn chúng ta chọn nơi này làm quê hương thứ hai chúng tôi tôn trọng cái sự quan tâm của bà bà muốn làm gì bà làm bà có quyền của bà nhưng đã đến lúc cần ngưng lại tất cả những cái vấn đồng tấn công cá nhân cả những người chống đối bà Nhật Linh cũng vậy nữa chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những xã hội lý tưởng cho những người sống chúng ta có quyền nói lên những cái điều chúng ta bất mãn có điều không thích thú với cái trong cuộc sống của chúng ta nhưng không thể đem những cái vấn đề cá nhân của người này kia để đưa ra một cái vấn đề mà có thể nói tạo nên một cái không khí hỗn độn trong cái hệ thống của uh, gọi là là thông tin của nhiều người mà có thể nói rằng hàng ngày chúng ta tiếp cận đến thì hy vọng rằng là tôi nói với tỉnh ta cái lòng thành thật của tôi khi anh đề cập sáng nay anh đề cập đến cái vấn đề càng ngày càng có những cái sự gọi là uh, tấn công cá nhân lẫn nhau thì hy vọng rằng là chắc có lẽ rằng là, là, là uh, những cái sự kiện này nó sẽ đi đến cái vấn đề tốt đẹp hơn trong tương lai thừa nhận uh, Nam. bây giờ trở lại một cái vấn đề của ông Nguyễn Minh Chí. Tôi không cần biết ông Nguyễn Mạnh Trí làm thị trưởng hay làm chức vụ gì hay là một nhà tài phiệt như thế nào, tôi không cần biết. Nhưng ông là một người đã được cái sự đóng góp của nhiều người chung quanh ông để đứng ra tổ chức một cái buổi thượng cái lá quốc kỳ ở trên cái thương xá Phước Lộc Thọ mà trong những năm tháng qua chưa bao giờ có ai làm được. Thì chúng tôi nghĩ cái điều đó là cái điều rất tốt mà chúng tôi hãnh diện về việc làm của ông. Chúng tôi nói thật tình như vậy. Còn cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây nhưng khi ông đã đứng ra đảm nhiệm cái trách nhiệm này thì ông có một cái bổn phận và có một cái trách nhiệm phải làm và ông bắt buộc phải làm đó là ông phải tuyển chọn cái sự mà tuyển chọn của ông có ảnh hưởng đến cái công việc tổ chức lễ của ông. Ông không thể để cho một người mà có thể có những cái lời nói chắc ông cũng đã từng nghe. Không có lý do gì ông không nghe những cái lời nói này và những cái lời nói những nạn nhân của những cái lời nói này trong đó có thân nhân của gia đình ông cũng giống như bên phía gia đình vợ con ông nữa thì không có một cái lý do gì ông để cho cái người này được một cái binh dự cầm cái lá cờ đến trong một cái ngày mà bao nhiêu người trên thế giới theo dõi chính một cái người đã lên án cái những cái người đã hy sinh cho lá cờ này thì không có lý do gì ông vô trách nhiệm tôi nói là một lần nữa ông vô trách nhiệm để cho cái người này cầm cái lá cờ này hiên ngang đi tung tăng để đi vào có thể nói ở một cái điểm mà cao quý nhất của những người mà có thể nói mong chờ cái ngày lá cờ bay ở trên trường xa phước lộc thọ và qua cái buổi nói chuyện hôm nay tôi nghĩ rằng tôi đến phiên tôi muốn đề nghị với anh Xuân Nam. Với tư cách là trong quá khứ anh đã có mời ông Nguyễn Mạnh Chí này lên trên chương trình của anh. Tôi hy vọng anh gửi lời mời ông Nguyễn Mạnh Chí lên chương trình này để chúng ta có điều kiện mà có thể nói rằng nghe ông nói về những cái sự kiện xảy ra trong cái ngày treo lá cờ ở tại Thương Sa Phước Lộc tỏa trên Xuân Nam. Tôi sẽ gửi lá thư mời cho BCC, tôi CC sẽ sẽ dành luôn. Dạ anh Để theo dõi anh... được cái lá thư mời của tôi. Đó là những lời chúng tôi muốn trình bày Về cái sự việc mà sáng nay anh có nhắc đến Đó là cái vấn đề trong cộng đồng người Việt Chúng ta càng ngày càng có những cái vấn đề Gọi là sử dụng cái tự do ngôn luận Một cách quá trớn để đi tấn công lẫn nhau Một lần nữa chúng tôi không có tấn công Nhà và... Linh Nhưng chúng tôi có cái quyền bảo vệ Và chúng tôi phải nói lên tất cả những gì sự thật Và cái cá nhân của chúng tôi Phải bảo vệ tất cả những người đã hy sinh Cho cái lá cờ vạc bà sọc đỏ đó thưa anh. Cái câu mà Ông một chiếc gia như của Tây là phải ông nói một câu mà nổi tiếng tôi không nhớ tiếc tôi quên cái tên mà câu đó người mọi người làm truyền thông mà mọi người Việt Nam miền Nam Việt Nam đều biết đó. có thể tôi không bằng lòng những nội dung những điều ông nói nhưng tôi kiên quyết bảo vệ quyền được nói của ông tất nhiên phải phân biệt ra đâu là tự do cá nhân cần có trong sầu dân chủ mà người ta có quyền thừa hưởng cái quyền lợi cá nhân đó cái tự do ngôn luận nhưng mà cái nội dung của câu nói ấy, là tôi cãi tới chết tôi không chống lại cái nội dung đó tôi không thích thì cho nên ở đây chúng tôi phân biệt rất rõ là ai cũng có cái quyền đó cái quyền à. được bày tỏ tôn giáo tín ngưỡng chính trị của mình ai có quyền kể cả tôi chơi với đoàn trọng mai chiều đoàn trọng đó tôi thay bị cộng hơn tôi tôn trọng điều đó của trọng có thể tôi không chơi với trọng nữa có thể anh trọng nghĩ cho tôi tôi nghĩ cho anh trọng nhưng mà tôi tôn trọng thì chọn được tôi của anh trọng tôi không can thiệp thì chọn được được ví dụ trong họ tộc xa nhà tôi có một người là cựu quân nhân của lực lượng hòa bỗng nhiên sau này mấy năm ông theo đảng ông đến bắc california này thăm gia đình của ông ông đòi muốn thăm tôi tôi không biết tôi nói tôi anh không thể nói chuyện được hai chiến tuyến tôi không nên tôi nói chuyện với anh được đừng đến đúng không? và tôi không biết. Dạ, vâng. thì như vậy, anh có tự do đến nước Mỹ chuyện của anh, anh không có quyền tự do đi lại chuyện của nước Mỹ. nhưng mà chuyện của tôi tôi không tiếp, tôi rất khó tôi không tiếp. cho nên cái cái niềm tin của từng người có thể khác nhau, người ta có quyền tin cái gì mình tôn trọng niềm tin người ta, tôi không tấn công vào việc chọn lựa niềm tin của anh. nhưng mà trong chỗ chúng tôi học cộng đồng, cộng đồng là cái chấp nhận những người đã tới dự học không? ví dụ như anh cộng đồng tôi là hồi giáo đưa ông thủ tướng đưa ông thủ tướng của do thái vô tay giết người do thái mấy mấy chục ngàn người người mà, mà mà hồi hồi giáo hiện nay vào trong cái đền thờ hồi giáo nó sao đúng không? thì dạ tất vâng. nhiên là nó có những cái giới hạn và nó không có bề, cái cái environment đó cái môi trường đó cái ethical đó cái đạo đức đó nó không chấp nhận gì cái mặt của anh cho nên cái việc ông ông Nguyễn Văn Chí mà đưa Nhật Linh lên mang nó cờ đi công khai trước mặt mọi người thì cái đó nó được cộng đồng chấp nhận không? Tôi sẽ xem tôi không có mặt tôi không có mặt tại chỗ nhưng tôi xem mấy video tường thuật của mấy anh em youtuber với nam California tường thuật live cái cuộc tường thuật đó thì tôi thấy cả trăm người tới chín 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 người phản phản đối chỉ có một 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 người chỉ có một người không phản đối mà khi được nghe cầm lên về sự có mặt của Nhật Linh thì người đàn bà đó mặc áo dài màu trắng đó trong đội trước cờ đó nói no comment tôi không có cái ý kiến người đó Chí là có một người quyền. thưa anh người đó nhân vật đó là bà phu nhân của ông Nguyễn Mạnh Chí người ở trong ban tổ chức có thể nói thì, là cái tục lễ tổ chức đó là do ông cá nhân ông Nguyễn Mạnh Chí và gia đình của ông mà thôi thì tôi nghe cái chữ bà ta nói người duy nhất nói trong cái video đó anh có thể coi lại cái video của ai đó No comment dạ yeah. yeah. tôi tôi như no video no nào cũng có chiếu đoạn đó dạ yeah và chỉ có một người còn tôi thấy tất cả những người tham dự cựu quân nhân rồi tất cả tham dự hội đoàn cộng đồng ký giả truyền thông Đều lên án sự có mặt của cô Nhật Linh làm công việc đó nhưng chỉ có bà đó, no comment đúng không thì, thì mình tôn trọng ý kiến đó họ dạ có bằng. quyền có ý kiến nhưng mà cái ý kiến đó tiêu biểu được số đông hay không hay gì khác thì tôi yeah. hỏi ông Nguyễn Minh Chí làm như vậy là nên hay không nên thôi việc mời thôi. ông Nguyễn Minh Chí có quyền mời cô Nhật Linh và... Cô Nhật Linh có quyền tham dự Nhưng mà cái việc đó cân nhắc đó, là, Is it a good decision Có phải là quyết định đúng không hay chưa Thật sự mà nói thưa anh Nếu cái việc này mà là cái việc tổ chức Trong cái gia đình của ông Nguyễn Mạnh Trí Treo cái cờ vàng trong gia đình ông Chúng tôi không đề cập đến Cái việc này ông lại tổ chức một cái nơi Mà có thể nó có nhiều người đến tham dự Và đặc biệt rằng cái tổ chức ngày lễ này Ông có sự đóng góp của nhiều người qua cái sự gọi là quyên tiền của một cái tổ chức bất vụ lợi. Điều đó chúng tôi có quyền đặt câu hỏi với ông, thế tại sao lại có vấn đề của bà, ai là cái câu hỏi của chúng tôi cũng là, ai là người quyết định để cho bà Nhật Linh có ở trong cái thành phần cầm cái lá đại kỳ đi đến để trang trọng được kéo lên ở trong cái ngày lễ đó. Ai là người đưa ra cái quyết định đó? Và cái phản ứng của ông Nguyễn Mạnh Chí như thế, thế nào? Ông có biết được cái vai trò của bà Nhật Linh trong cái ngày đó hay không? Và khi biết được cái vai trò đó thì ông Nguyễn Minh Chí có những cái hành động cụ thể như thế nào? Và đặc biệt là sau khi cái làn sóng phản đối của những người có họ cho rằng cái sự hiền diện của bà Nhật Linh trong cái việc cầm cái lá cờ đi đến cái trục để keo cái lá cờ lên là một hoạt việc không chánh đáng. Chúng tôi muốn nghe cái điều đó. Và lẽ nhiên ông có quyền nói tất cả những gì ông muốn. Chúng tôi nghe cái gì ông muốn nói điều đó là quyền tự do của mọi người nhưng chúng tôi cũng có quyền đưa ra cái ý kiến này vì ông đã lợi dụng cái việc này để nhận cái số tiền tài trợ của những người mà có thể đóng góp qua cái tổ chức bất vụ lợi cá nhân ông làm trong, trong nhà công chúng tôi giáo, trong công giáo tôi là người phật giáo nhưng mà bởi vì tôi chơi với bạn bè công giáo cũng đông và người nhà của tôi lớn lên trong trường dòng từ nhỏ lớn cũng đông em biết không cho tôi học được chữ tiền hãy dọn mình để đón Thiên Chúa vào. Chúa thì thương xót mọi người. Đúng không? Nhưng mà mình muốn đó đón Chúa vào mình thì phải dọn mình dọn mình cái nghĩa đó hay đúng không? Về tâm linh về tinh thần về sạch sẽ, sẽ thể xác về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể xác đầy đủ để dọn mình ready good enough để đón Thiên Chúa vào mình. Cho nên chữ mà tôi từ đó tôi mê cái chữ là dọn mình để đón Thiên Chúa vào mình. Thì trước khi người cầm cờ đó, thì phải dọn mình để đón cái cờ vào, vào với mình. Nhưng anh là người chống cộng, anh người cầm cờ cho anh được thấy bị cộng có cầm cờ vàng không? Anh cái nghĩ đưa giao cờ vàng cho người thay bị cộng không? Đương nhiên không, mà nó, không, nó không, 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 không làm trò đó, mình cũng giao cho nó. Như yeah. vậy, anh thấy trong cái đội mà học sinh nhà trường rước lễ chào cờ tôi nhớ tôi đứng lên miền nam miền nam mà sáng thứ hai đầu tuần làm để chào cờ nhà quốc kỳ nhớ không thầy phải lấy dạ những vâng. đứa học sinh giỏi đức hạnh tốt mới được cầm đá cờ đi làm lễ chào cờ đại diện cái lớp trong thưa anh xuân nam anh không cho phép tôi được anh. Vâng. không có ai cũng không phải ai cũng làm được người ta có sự vâng. chọn lọc kia được thì trong cái ý nghĩa như vậy tôi nghĩ cái phần lỗi theo tôi thì ông Nguyễn nên rút kinh nghiệm cho lần tới. Không nên một bữa ra như vậy. Thưa anh uh, Nguyễn Xuân Nam và quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đúc kết lại những cái quan điểm nhận định của chúng tôi về cái vụ việc này. Việc trước tiên, chúng tôi không nói bà Nhật Linh là một cán bộ Việt Cộng hay là làm cái gì ở đâu. Nhưng bà là một người cán bộ có làm việc trong cái chính quyền của Cộng sản sau năm 1975. Cái vấn đề thứ nhì là vấn đề bà có quyền làm cái gì và chúng tôi cái quyền sở hữu của bà khi bà đến định cư tại Hoa Kỳ này và bà, bà là một công dân của Hoa Kỳ. Chúng tôi không, bà ủng hộ cái phe nhóm nào hay nhóm này, cái đó là quyền của cá nhân của bà. Chúng tôi không đề cập đến. Tuy nhiên, dựa vào những cái lời nói của bà mà chúng tôi đã thâu được, lấy lại được, thép lại trong một cái chương trình của bà, cá nhân của bà nói, Việc trước tiên tôi xin xác định không có một cái sự gọi là sao, một cái gọi là uh, Photoshop hay là những cái chữ gì là cách ghép nối, không có một cái câu nào cấp ghép nối ở trong những cái chữ. Đó là hoàn toàn những cái chữ đưa, được đưa ra từ miệng của bà. Và chúng tôi chỉ có một cái rõ ràng nhất. Bà có quyền đưa ra, chúng tôi không nói. Nhưng bà cũng có quyền phải chịu nhấy những cái sự gọi là phản đối của chúng tôi. Và từ những cái lời nói đó, chúng tôi không muốn thấy hình ảnh của bà ở nơi những nơi cầm cộng và cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng tôi. Lẽ nhiên bà cầm là quyền của bà nhưng bà cầm chúng tôi có quyền phạt kháng. Bà phải nghĩ như vậy cho ấy để chúng tôi và khi chúng tôi phản kháng đến cá nhân của bà và chúng tôi yêu cầu bà những người phản kháng đó bà cũng không nên đưa ra những cái lời tấn công cá nhân lẫn nhau. Và nếu bà cứ tiếp tục chúng tôi vẫn có biện pháp với bà. Lẽ nhiên pháp luật có điều đó chứ không phải là không đâu. Để chúng tôi không muốn nói ra thôi cho bà biết thôi. Và ngay cả những cái tổ chức như là bà cái có tổ chức của bà bà youtube của bà để bà sống cái là quyền của bà nhưng khi bà tiếp tục cái con đường mà gọi là tấn công các cái tụi nhau ví dụ như tôi nói cái điều này rõ ràng ông phát bùi là một người đưa ra những cái lời chống đối với bà bà không thể sử dụng tên phát bùi này là một cái thằng mà vai u giờ là môi thâm mặt nám mặt ấy nó đó là cái tính cách cá nhân và bà chỉ thích cái điều đó không được chấp nhận đó là lý do chúng tôi nói đến sang này và cá nhân ông nguyễn mạnh chí ông có thể làm bất cứ điều gì trong cái phạm vi của ông và không cần sự trợ giúp của người khác. Cái việc ông tổ chức diện lá cờ là một điều chúng tôi rất hài lòng. Tôi rất thích thú về điều đó. Không có một cái sự chống đối gì hết. Cá nhân tôi. Nhưng cái sự việc bà ông lựa chọn để cho bà Nhật Linh cầm cái lá cờ đó là một điều chúng tôi có thể không biết. Ông vì vô tình hay cố ý chúng tôi muốn nghe tiếng nói của ông và chúng tôi sẵn sàng có những cái hành động để đáp lại những cái gì ông trình bày với chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi chống đối ông. Và chúng tôi hy vọng cái lần này không có một lần thứ nhất và là lần cuối cùng đừng có xảy ra nữa. Đó là cái sự việc mà chúng tôi yêu cầu ông ông Nguyễn Minh Chí. Lại nhiên ông cũng có quyền bày tỏ cái quan điểm như của ông. Thế thì tại sao chúng tôi nói vấn đề này? Tại vấn đề cá nhân của ông thôi mà. Đây là buổi lễ cá nhân của ông làm. Nhưng ông có nhận tiền để của những người trong đó có những người mà đã hy sinh cho cái lá cờ này trong cái buổi đó. Thành chúng tôi nói lên vấn đề này mà thôi. Và chúng tôi có thể nói không còn nói chuyện nhiều nhiều về cái vấn đề này nữa và hy vọng rằng nếu như anh Xuân Nam mời ông lên ông chấp nhận lên thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái cuộc trao đổi uh, có thể nói nó hữu ích Âm, hơn tôi sẽ tôi sẽ gửi cái video này tới người mình trí bởi vì tôi nghĩ trong trong tâm hồn của tôi tôi không có phân biệt gì anh tôi không có coi thường anh tôi không có gì đố kỵ gì hết tôi gửi thư cho với tư cách một người làm truyền thông và muốn nghe tiếng nói nghe dư luận anh toàn trọng, phát bùi nói vấn đề đó vì tôi không có tham dự buổi đó tôi không biết đó tôi chỉ coi coi video thôi thì dư luận tò mò muốn biết cái tại sao nó xảy ra những chuyện như vậy quan điểm của minh trí như thế nào tôi biết đã thư tôi sẽ gọi cho anh và tôi sẽ cc cái lá thư đó cho anh luôn tất nhiên tôi anh. không có dấu yeah. kiến tôi sẽ yeah. gọi đến cho anh là chuyện anh đề nghị tôi là và tôi nghĩ không phải anh đề nghị phát bùi cũng đề nghị và một số anh em khác cũng đề nghị và tại sao tôi làm vì tôi không có ác cảm với người mình chỉ ngay cả cá nhân tôi tôi cũng không có ác cảm gì với ông ấy. Lại nhiên, cái vấn đề thích hay không thích là cái quyền của mọi người còn nói ác cảm thì chẳng mà ông chẳng có cái gì để ác cảm cái đó yeah. nói thật tình với nhà vậy không có cái gì hết. À, nhưng bên cạnh đó đời sống của tôi, tôi riêng tư tôi, tôi có thể thích. Ông, ví dụ thích như không... trường hợp của cô yeah. riêng trường hợp của cô, cô Nhật Linh đó thì khi mà tôi có trước đây tôi có coi một hai video của cô trong đó có liên quan tới tôi một số bạn bè nam ly gửi cho tôi coi tôi coi thì tôi thấy con này nói ba lát nó không đúng gì sự thật hết không có được 1 phần 10 sự thật nữa thì phí thời giờ coi làm gì tốn coi nữa cho được nên bạn. cô nói gì tôi không biết cô nói gì tôi cũng không nghe vì tôi không có coi nữa tôi đặt nó nằm ra khỏi cuộc đời của tôi rồi Đấy không được thì bạn. không tôi không quan tâm nữa cô nói được. một ngàn video cả triệu người coi ha năm triệu người coi tôi không khen nó nhiều người coi mà tôi không khen ít người coi tôi không khen cái điều cô nói thì khi mà mình mình một cái món và cái món nó không phù hợp với khẩu vị mình thì tại sao mình phải ăn tiếp tôi tối à. ăn nữa thôi rất đơn giản tôi không tôi không disrespect cậu tôi không respect cậu tôi mà tôi nghĩ rằng đó không phải là style đó không phải là loại mình gần gũi và quan tâm vậy thôi tôi chắc nói. là thưa anh có nhiều cái vấn đề chúng ta sẽ nói chuyện là về hy vọng rằng là chúng ta nghe được tiếng nói của ông Nguyễn Mạnh Chí và tôi hoàn toàn đồng ý với anh là đây là lần Cuối chúng tôi muốn đề cập đến bà Nhật Linh Chúng tôi không muốn nói đến nữa Và chúng tôi tôn trọng cái tự do của bà Chúng tôi nói thật tình như vậy Không có cái gì mà chúng tôi uh, Để mà phiền toái về vấn đề này Và chúng tôi hy vọng rằng là cái cái câu, Trong tương lai Cái câu mà tôi nghĩ rất là hay Tôi hay thích nói cái nhau tục tử Mà cái câu mà tôi rất thích Đi với thầy chùa mặc áo cà sa Đi với ma thì mặc áo giấy yeah. Và thầy chùa thì phải tìm áo cà sa để mặc Ma thì tìm áo giấy để mặc chứ thầy chùa không thấy mặc áo của linh mục và linh mục cũng không xả lộn áo thầy chùa đừng yeah. mặc lộn áo thì tôi cảm thấy những người đó những cái chương trình đó không phù hợp với tôi thì tôi không yeah. mặc tôi không đem vào người tôi tôi không quan tâm nữa tôi cả tôi cả tôi trong tôi... Bến... <laughs> ngay cả trong vấn đề tình cảm ông bà chúng ta cũng có một câu nói rất rõ ràng xá chi một đóa trà mi mà con ông đã tỏ đường đi lối về rồi Tuy nhiên cái chuyện mà cá nhân của mọi người không vậy nhưng mà đã đến lúc nghề, làm những cái nghề truyền thông chúng ta chúng ta thấy chúng ta nói còn cái điều nghe hay không nghe đó là cái quyền của mỗi cá nhân mỗi người mà thôi đó là vấn đề chúng tôi muốn chấm dứt cái câu chuyện của bà Nhật Linh cũng giống như vấn đề uh, đến liên quan đến đồng nghiệp văn chí từ ánh sáng nay thì rất nhiều cái tin mà chúng tôi muốn chia sẻ và như vậy dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều thì giờ khi chúng tôi đã dành đến cái thời giờ cộng đồng uh, thì chắc lẽ rằng chúng tôi đang có ý định là sẽ nói về cái cơn khủng hoảng Việt Nam hiện nay đang đối diện đó là chức chủ tịch nước sẽ được giải quyết như thế nào và một, một, một vài vấn đề liên quan đến điều này là... hay lắm anh Mêu, nhưng mà mình yeah. để, để, để... Thì anh chắc nói là để ngày mai giờ. giờ Vâng, dạ, chắc là không, không được vâng, dạ, thì giờ ngày hôm mà ngày mai dạ. thưa anh và chúng tôi xin tại đó không đào sâu dạng. rồi tiếc lắm dạ vâng chắc lại cho và chúng tôi cái chuyện, cái chuyện vụ bà phạm thanh phát dạ vâng bây giờ chuyện nó cũng rất là ghê gớm đến giờ này dạ vâng trương mỹ lan vẫn không nhận tội bà chỉ yeah. lý luận là bà đến để cứu ngân hàng SCB trong khi quan tòa đòi xử tử bà quan cho bà yeah. quan cố không nhận tội thì tôi nghĩ cái đó là lấy lấy thịt đè người phải để cho bà trương mỹ lan bà có quyền bộc bạch đi và suy nghĩ và cái điều nữa có một cái yếu tố khác nhảy vào cuộc Tại vì là ông tỷ chờ, phú để chờ, để chờ, 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 cho anh chút xíu anh đang là on air ok à, ông tỷ phú của Hồng Kông Giờ, trong đang nhảy này. vào cuộc thì chuyện nhảy vào cuộc đó như thế nào ảnh hưởng cái cuộc chiến đó ra sao thì rất là thú vị nhưng à. mà tôi nhìn thấy bà Trương mới đang tội nghiệp quá tôi <laughs> làm sao bà cái tiếng nói bà bị từ báo chí tới truyền thanh truyền hình nó nói thì tiếng nói của đảng tiếng nói của hoàn toàn, tiếng nói của dập tắt xong trong khi người việt mình làm việc người tại mỹ mình làm việc gì mình bảo vệ tiếng nói người nhỏ bé bảo vệ những người yếu thế vậy thì uh, sáng mai ngày mai chúng ta sẽ dành toàn thời giờ để nói đến vấn đề Việt Nam vấn đề bà Trương Mỹ Lan về uh, và đặc biệt nhất là chúng ta cũng nói đến cái vấn anh, đề anh 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 tôi nghe đọc, tôi nghe những cái video xong tôi rợn tóc gáy. tôi thà tôi ở Mỹ đó. và tôi làm là một cái nghèo ở Mỹ Cũng sướng hơn được tỷ, tỷ phú Việt Nam Yeah. <laughs> cái giá mình của mình tự lắm. do nó như vậy đó cái giá của tự do cỡ đó mình sao vậy, yeah. nếu mà mình rơi vào ở Việt Nam và gặp bối cảnh như vậy mình làm cái gì dạ, phủ bên phủ huyện bên huyện công an bên công an chính quyền bên chính quyền nhà băng bên nhà băng vậy thì trương mỹ đang ở đâu bà kẹt trong cái bộ máy nghiền nát mà tôi kinh hoàng quá tôi thấy cái nỗ lực của, của, con cái mà đi tìm cách cứu mẹ thấy tội nghiệp nhưng mà cái 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 điều bây giờ tôi bây, bây, giờ chẳng hạn như tôi rất muốn làm việc này là được bay về Sài Gòn dù tôi không về gần như 40 năm nay rồi mình tôi rất muốn bay về Sài Gòn như là một việc thôi là phỏng vấn và Trương Mỹ ra. wow wow khi nào đi chồng đi chồng theo không với nhau ngày mình nói cho anh chồng đi thì toàn bộ chi phí của chồng tôi sẽ lo hết chỉ là một công viên à, thôi okay. không nói một Trương Mỹ đâu rồi ok Vì cho tôi, tôi đi, đi theo mình, với nhau cái, cái 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 điều quan trọng nhất á cái câu mà giác hành viết ngày xưa tôi vẫn sống vẫn ăn và vẫn thở nhưng đến bao giờ tôi mới nói được cái điều tôi ước mơ cái quyền tự bà chữa mình và trương Mỹ đang anh có nghe bà trương Mỹ đang nói cái gì trong tòa không à chỉ nghe báo chí Sài Gòn tường thuộc lại báo chí miền Nam tường là đã... họ tường thuộc có đúng không họ dám đứng bên trên miền Nam thì chống đảng không không dám dạ. thì vậy tường thuộc cái gì cho nên ta mới thấy một cái nền báo chí Thôi, vậy là để để chờ cho ông chủ nhiệm Cali Today chuyển Xuân Nam sẽ về Sài Gòn tôi nói thẳng như này luôn nếu nếu chính quyền Việt Nam chấp nhận cho visa tôi và cho phép tôi về phỏng vấn trên Mỹ Lan thưa quý vị cũng vẫn đi luôn không có sao hết đi dù hết. tôi có bệnh tật cách mấy tôi sẽ cũng có mặt đúng ngày đúng giờ để gặp bà Trương Miran và có cuộc phỏng vấn exclusive oh cuộc my god vấn. that's perfect và <laughs> nếu mà quý vị như vậy tôi sẵn lòng thưa quý vị tôi cho thấy rằng là, là chúng ta cũng rất cần sự thật và cái tôi nhỏ lớn lên đó nó, nó cảm thấy đảng không phải đời những đảng và chính phủ Việt Nam không phải là kẻ mình nuôi Người xưa nay người ta nói đạn với người Việt Nam là nuôi gì đó, nuôi, 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 nuôi lớn ăn thịt đó. <laughs> nuôi cái con vật gì lớn để ăn thịt đó, nhớ không? Thì yeah. bây giờ tôi thấy trong cái tỷ phú các tỷ phú người Hoa tôi hay là tỷ phú hoàng không phải là bạn tôi nhưng bị ăn thịt gần hết rồi Dạ. Yeah. nó, kinh hoàng quá một chế độ ừ. kinh hoàng quá vì ông thấy cái điều đó cái mình nghĩ mình nghĩ cái dân tộc nước nước việt nam cho mình nghĩ đảng cộng sản việt nam dạ yeah, đúng rồi thì tôi nói thẳng với quý vị luôn nếu mà trên làn sóng này nếu mà một người nào đó tự cho mình làm chức vụ xứng đáng mà cho tôi được cái visa về Việt Nam mà không phải đuổi tôi ra khỏi visa bay về tới tôi về chốn tôi bỏ đi bay về tới Việt Nam xong từ Việt Nam đuổi tôi không cho tôi vô làm cái gì cho tôi vô và cái thứ hai điều kiện tôi về để làm gì ba bốn năm này tôi chưa về điều kiện tôi vô là gì muốn có một giờ với trương mỹ ra vâng à. đi làm công việc gì một cuộc phỏng vấn có thu âm thu hình khi vậy thôi Rồi. Dạ, Vâng. Vâng, cảm ơn uh, quý khán thính giả đã cùng với anh em chúng tôi qua một cái chương trình sáng này có thể nói cũng làm cho quý vị hơi <laughs> có vẻ cũng có thể nhiều khi không có những cái sự kiện làm cho quý vị không mấy thích thú nhưng trong cái công việc báo chí của chúng tôi thì chúng tôi cần phải gửi đến tất cả những cái gì gọi là sự thật. Trong đời sống, tôi không hiểu được, được tự do đáng giá ngàn vàng. Bây giờ. Tôi với anh hưởng nhà vàng đó mà trên bị đang hưởng với rách cũng có nữa. Bị còng bị nhốt trong 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 tù hưởng cái quái gì. Thấy không? Thì tỷ à tỷ cuộc phú nó nó như vậy anh, Cũng có nhiều người để, để 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 làm gì. Mà bà bạn Nguyễn Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. nằm tù tỷ phú để làm gì? Bây giờ tôi tới một điên qua Một số tỷ phú rách cũng dính bộ hết. Để sống mà thưa anh thì cũng có nhiều khi trong quá khứ rồi bà cũng có những cái gì cuộc đời mà ba chìm bảy nổi sáu mươi mấy cái lanh đanh luôn mà thì chúng ta cái việc trước tiên là chờ ta nên xem cái điều cái câu cuối cùng tôi nói ngày hôm nay đi người ta nói cộng sản đi thằng mất dạy thằng mất túi thì đừng để nó tới gần mình nó tới gần mình thì trước sau mình bị mất túi nó lấy hết tiền mình thôi nó bắt không, không được mình nó không lấy hết tiền mình nó nhốt mình tù thôi để xem tiếng yeah. do do vậy tôi nói như vậy thì các vị mà có chưa thành công ngoại quốc đó là lý do tại sao vẫn có nhiều người đi vượt biên bằng đường biển bằng đường biển đi qua tới đài loan đi vượt biên anh biết không và có những người bây giờ đi qua tới úc cũng đi bằng đường biển ở đi qua bên bên, bên canada ở đi qua bên mỹ Hây cơ đi bộ thì cách xâm nhập vào nước mỹ vẫn còn có nhiều người vượt biên hàng đông hàng rất là đông người cả mấy trăm người ngàn người Việt Nam đang có mặt tại Mỹ đi du lịch không gì về ở lại kể cả các bộ cao cấp anh không đó đi do của cái giá tự do và và đó kinh hoàng yeah, vâng. cảm ơn quý vị đã nghe chương trình của Đoàn Trọng và Nguyễn Xuân Nam và xin mời quý vị mỗi buổi sáng vào giờ cơm trưa ăn cơm trưa cùng nghe chuyện chúng tôi xin cảm ơn quý vị cảm ơn, vị. Cảm ơn vị Đoàn Trọng vâng. xin cảm ơn anh Xuân Nam cũng tất cả khán thính giả của truyền hình Việt Nam. và câu hỏi bắt đầu khép lại bằng câu đầu tiên không nên trọng đẹp trai. <laughs> <laughs> Thank you. I'm okay. Thank you. Yeah.